chào bác nhá. Xin mời các bác cùng xem con tàu Mảnh Chụp phát thử bóng phát tầm 150 quả đang đỗ ở cảng, đang phát thử bóng. Các bác nghe tiếng máy nổ này có biết được máy gì không ạ? Bắt đầu lên 2D các bác nhá. Bây giờ lên phải tầm 200 quả rồi. Đây con tàu vỏ sắt bên cạnh này mà phát hết bóng thì không biết sáng khủng khiếp đến cỡ nào. Mời các bác cùng ngắm ánh sáng từ phía đối diện các bác nhé. Trời giờ cũng bắt đầu tối rồi. Sáng quắc một vùng trời luôn. Đó. Điện sáng do tàu phát bóng. Đây cận cảnh gần các bác nhé. Con tàu vỏ sắt bên cạnh kia mà đốt hết bóng thì nó sẽ gấp 5 lần con tàu này, thì sáng sẽ gấp 5 lần các bác nhé. Con tàu này chỉ bằng nửa con tàu này chắc chỉ được tầm 18 m, dài 18 m. Con tàu vỏ sắt bên cạnh nghe là dài 36 m, gấp đôi tàu này luôn. Tàu này trang bị 300 quả bóng, như tàu bên cạnh nghe phải trang bị đến 600, hơn 600 quả. Ánh sáng phản, xoay trực tiếp thì không thấy sáng lắm, nhưng mà xoay xa xa thì thấy phản sáng. Đây là vị trí phát bóng này, đây là ánh sáng phản chân thực nhất của con tàu thôi nhé. Phản sáng như này mà. Trời thì bắt đầu tối rồi nhưng mà ánh sáng phản, nhìn này, sáng choang luôn.